little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bang, a little less fun, a little less bang, a little more fun. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, Công Thành. Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và trước khi mà giới thiệu thêm, Thành vừa mới được nghe anh Nghĩa Sự, anh ấy nói là anh ấy đã bỏ thuốc lá được 10 ngày. Thành muốn nói chúc mừng, chúc mừng. Gần 10 ngày. Được 10 ngày chưa? Gần 10 ngày. Gần 10 ngày. Ngày mai mới đúng 10 ngày. Ngày mai đúng 10 ngày. Khó lắm anh Thành, phải vậy. Có tính là 9 ngày 10 tiếng 20 mấy phút. Nghĩa, anh nói thiệt Nghĩa đó nha. Kính thưa quý vị, không có cái gì mà khó bằng cái đó. Dạ, khó. Nghĩa sẽ nằm mơ đó về cái vụ đó luôn. Em bị giật 2-3 ngày nằm trên giường luôn. Đúng rồi. Giật. Nhưng mà nè, kính thưa quý vị, cái này là Thành phải nói trước là quý vị sẽ thấy Nghĩa giữa khi mà bỏ thuốc là nó sẽ mũm thành... mĩm hơn chút nữa. Em sẽ thành con heo. Nhưng mà Nghĩa đừng có lo, tại vì vào khoảng 6 tháng, 7 tháng cái tự nhiên nó trở lại bình thường. Yeah. Nhưng mà phải bỏ luôn nha. Yeah, I hope so. You can do it. Yeah. Và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị nam ca sĩ Andy Quách. Như Thủy, Andy Quách. Hát chung với nhau quá lâu, quá quen rồi. Bây giờ xin mời Andy Quách có một vài lời đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán thính giả đài VHN, please. Trước hết cho phép Andy Quách xin kính chào tất cả khán thính giả đang xem đài VHN cũng như đang xem chương trình của anh Công Thành Show. Yes. Xin chào anh Công Thành, anh Nghĩa Sữa và người em gái Như Thủy, Ngô Như Thủy. Yeah. Ngô Như Thủy, kính thưa quý vị, hồi nãy Thành nói Như Thủy không là hơi sai. Ngô Như Thủy, trời ơi quá đẹp. Cái tên á, đẹp mà người cũng đẹp nữa. Người phải đi chung với cái tên không? Hai cái phải đi đôi chung với nhau. Đi đôi chung với nhau. Hồi nãy giờ em ngồi dưới em xem chương trình mà thấy hai anh trên đây khen cô này tới tấp luôn. À đúng rồi. Bây giờ tới anh khen. Đấy, hai người đây rồi. Thôi hai người đủ rồi. Andy thì là quá đẹp trai rồi. Bữa nay là... Ok, em có cần đứng lên chào lên là thấy Thành thấy lu mờ rồi. Không nói thiệt, anh Thành chọc em thôi, chứ mà thật sự là thú thực quý vị là anh Công Thành phải là một người đàn anh ở trong nghề mà lúc nào những người anh chị em nghệ sĩ đàn em lúc nào cũng kính nể. Mà một điều mà em rất là phục anh Thành đó là bởi vì anh Thành Công Thành đã nằm ở trong làng văn nghệ mình đã khá lâu, đã rất là lâu, đúng không? Mà anh tới ngày hôm nay tướng tá cao to phong phú đẹp trai như vậy thì đây là điều em mong rằng một ngày nào đó em được giống như anh như vậy đó, chứ mà em tới chừng đó. Mà cũng đây là tất thiệt vì là em có lấy được một toa thuốc của anh Công Thành. Đúng rồi. Đúng không anh nhớ? Em thì có một hôm được nói chuyện với Công Thành thì Công Thành có khuyên là mình tuổi trẻ nhưng mà mình phải nhớ thích khe bản thân mình, bởi vì cái đường dài nó sẽ tuổi trẻ mình lúc nào cũng ăn chơi. Yes. Cũng nhậu nhẹt. Thì nó rất là hại, nhưng mà lúc nào mình cũng phải nên thích khe bản thân mình. Thì anh Công Thành đã, đây là một thí dụ, tức là một sample rất cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ trẻ. Oh, đó là bởi vì rồi em biết thuốc gì rồi. Viagra. No. Anh nghĩ sửa lầm rồi. Không, cái đó thì em chưa hỏi tới bởi vì bây giờ em chưa cần.
sorry. Vitamin, vitamin. Vitamins. Vitamins, vâng. Yes. Thứ thực quý vị là... Vitamin là gọi gì? Ta gọi là ngu lan bò đực gì không? Dạ nhá. Kính thưa quý vị, Thành là chuyên môn về vitamin. Thành rất là tin tưởng về vitamin. Uống vitamin từ năm 22 tuổi cho tới bây giờ. Mà đủ các thứ cho gan, cho thận, cho cholesterol và cho cái sức khỏe, cho mạch máu. Có thể tuần tới Thành sẽ viết ra để quý vị coi Thành uống những cái gì mỗi một ngày. Quý vị sẽ biết. Tuần tới Thành viết ra, Thành sẽ đọc. Rồi, và đúng vậy. Thưa quý vị, đây là hồi nãy Thành có nói là Andy và Như Thủy có hát chung một bài mà đã có quay trong một cuốn DVD. Thì bây giờ Thành xin được hân hạnh để kính mời quý vị xem cái DVD nhạc phẩm cái gì? Forever Love. Forever Love. Xin kính mời quý vị. Trăm
năm hạnh phúc nhá. Yeah. Cô dâu chú rể đẹp quá. Quá dễ thương luôn. Vâng, quá dễ thương. Cái từ anh còn thiếu khúc cuối. Bởi vì thật sự là khúc cuối là cái surprise ending là không hai đứa không phải là cô dâu chú rể. Oh. À, vậy là cái đó vâng. Chưa xong à? Dạ, vâng, chưa còn xong. Một tí xíu nữa. Còn chút xíu nữa. Oh. Chứ hai đứa là cái gì? Hai đứa là bạn thôi. Vâng. Thật ra là hai đứa là hai người lạ. À, cái nhạc phẩm này là cuối cùng là không có cưới nhau. Dạ không. Tại vì cái buồn quá vậy. Không, để em explain. Bởi vì nhạc phẩm này là Forever Love, là nói về một cuộc tình lúc nào cũng last, cũng là vĩnh viễn mãi mãi. Thì có đó là nhạc phẩm này do người bạn của em viết, anh Trung Hiếu. Thì anh viết nhạc phẩm này thì lúc đó là em nghe em rất là thích tại cái giai điệu nó rất là smooth, rất là lãng mạn. Thì xong em mới nghĩ, em mới là bây giờ mình phải quay như thế nào cho nó đẹp, cho nó thấy cái nhạc phẩm nó thích hợp, đúng không? Thì xong từ đó em mới nghĩ là hồi đó đến giờ ít có những nhạc phẩm, nhất là nhạc Việt Nam của mình có rất là nhiều về những nhạc phẩm mà là thất tình hay này nọ. Mà chính riêng bản thân em thì cũng như là Ngô Như Thủy đây, là hai đứa cũng đã xuất thân từ hát cho những ban nhạc local, như là địa phương của mình, và đã đi hát cho rất nhiều đám cưới. Thì mỗi lần hát đám cưới thì ít có những nhạc phẩm mà hát về đám cưới lắm, đúng không? Dạ, thì đó, sau đó thì em mới nghĩ mình nên dùng nhạc phẩm để hát, và cái tên nó thích hợp cho cái cuộc tình, thì đã làm cái nhạc phẩm này để mà quay cho cái đám Forever cưới. Forever Love. Forever yes. Love, đó là vậy. Nhưng mà mình muốn quay thì nó phải như thế nào, mà cái hay nhất là mình phải surprise khán giả. Thì cuối cùng cái concept mà nghĩ ra quay đó là trời. Em lúc đầu khán giả coi ai cũng tưởng là em với cô này hai người hai bên get ready, nhà trai nhà gái chạy đến với nhau. Nhưng mà cuối cùng cái ending là thực sự là em chạy tới cái cô dâu của em và Thủy chạy tới chú rể của Thủy. Trời. Làm trời ơi, Nghĩa ơi, làm mất hứng Nghĩa. Anh tưởng cái khúc này là cái khúc mà sau đám cưới là về nhà. Trời ơi, thiếu khúc đó. Khúc đó em chưa nghĩ tới. Ý anh Thành là thiếu cái đoạn edit động phòng. Đúng rồi. Anh mà chút xíu nữa là anh phải cấm trẻ em dưới 18. Và kính thưa quý vị, nói đùa chơi đó là cái clip của Andy Quách và Ngô Như Thủy quý vị vừa thưởng thức. Và sau đây Thành xin được mời Andy có một nhạc phẩm live đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Andy Quách. Yeah. Đó là nhạc phẩm mà mới nhất mà của Andy và Ngô Như Thủy Vy được xem. Thì sau đây cho phép Andy trình vài nhạc phẩm, có lẽ là một nhạc phẩm mà đã mang tên tuổi của Andy đến tới với tất cả khán thính giả cũng như những fan của mình. Một nhạc phẩm mà anh nghĩ sửa cũng đã từng chơi cho em trong những cuốn video của Trung tâm Vân Sơn. Thì sau đây nhạc phẩm được mang tên Vì Anh Yêu Em. Xin gửi tặng quý vị. Quý vị các khán giả ở nhà đang xem hãy cùng Andy giơ tay lên và nhún nhảy nhá. Đúng rồi. Okay. Vì sao em hỡi, làm sao biết được tình yêu trái ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao điểm riêng không nói nhìn em với vì anh đến sau nên ôm thương đau giờ trách ai nụ cười em trên môi đôi mắt long lanh như sao trời nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ đừng buồn chi tôi ơi vì giấc mơ chỉ xa đôi đầu vì sao anh luôn yêu em thôi vì sao anh coi em tiêu chỉ có em từ đâu em là ai em là mơ em là thơ em là vui em là say em là quên kết em với em anh nào đâu cần biết chi yêu yêu là trao yêu là mong yêu là đau yêu là điên yêu là say yêu vì ai yêu vì em nhưng trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai ai đã từng không lần yêu đã yêu không có lần con tim dài sao còn mong nhớ mong cho dấu tình trao em muộn
sao em hỡi, làm sao biết được tình yêu trái ngang con tim hoang mang lòng lỡ trao. Điều gì không nói, nhìn em với người, vì anh đến sau nên ôm thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời, nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chỉ xa đôi đời, vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh quên tìm chỉ có em. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vì trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. What's up, shut up, yêu cuộc say. Tình em như để tôi thân đặt trái đêm đam mê mong chờ. Với em từ kia anh nào đâu, không có chi được nói ra. Đánh dấu vào tim, bóng người em trở rõ từng mãi ngậm người. Đếm bước thời gian mà ta đặt đi bên em, vì ta và em là hai đường không cùng nhau đi chung đôi. Thì thôi giấc mơ chỉ mong rằng em hãy gìn giữ. Thì please do my song, còn trong kỷ niệm, come on. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Bên em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Yêu trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Nhìn em với em anh nào đâu từng biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Yêu trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Thank you. Quá hay luôn. Và kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm tên gì? Dạ, yeah, đó là nhạc phẩm được mang tên Vì Anh Yêu Em. Vì Anh Yêu Em. Kính thưa quý vị, hồi nãy đó anh thấy là cái bài mà Andy hát chung với Ngô Như Thủy, thì anh nghĩ là đó một bài mà đã lựa để quay thôi. Chứ mà thế nào cũng phải còn có nhiều bài khác nữa chứ, phải không? Dạ vâng, cũng như lúc đầu anh còn có nói là em và Ngô Du Thủy đang chuẩn bị một cái album, bởi vì bây giờ đang Tết, đang rất là bận rộn, anh chị em nghệ sĩ đi show. Nhưng mà sau cái buổi Tết này thì hai đứa sẽ bắt tay vào trở lại phòng thâu và sẽ thâu một cuốn album duet và cũng được mang tên chủ đề đó là Forever Love. Thì đương nhiên sẽ có nhiều bài hơn nữa. Yes. Thế nhưng mà bây giờ có bài nào mà đã lâu lâu đi hát rồi cũng có hát chung phải không? Thủy. Vâng. Come on. Như Thủy. Ra đây. Ra đây đi em nghe. Bây giờ hai đứa mình diễn sao mà cho anh Công Thành và anh Nghĩ Sửa nhìn mà chịu không nổi nhá. Đúng rồi. Nghe bịt mắt lại nhá. Lao miệng. Vâng. Andy và Ngô Như Thủy sau đây xin gửi tặng một nhạc phẩm cũng nhân dịp mùa xuân cũng như là một mùa yêu thương như vậy. Thì sau đây Andy và Ngô Như Thủy xin trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngọc Sơn rất là dễ thương mà tất cả quý vị ai cũng biết và cũng yêu thích, đó là nhạc phẩm được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương Hải. Xin tặng cho những anh đẹp trai in the house, đó là anh Công Thành và anh Nghĩ Sửa.
ngọt nhau đêm nay ngoài dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Này người yêu ơi, này người yêu ơi, em có nghe trong tim, anh có nghe trong tim bao tin yêu vang lên, bao tin yêu vang lên dành cho em đó. Này người yêu ơi, này người yêu ơi, mơ ước chỉ xa xôi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, anh biết không anh ơi, I love you. Very nice. Anh thích nhất là cái lúc mà em đi quay qua đằng sau cái này vuốt một cái nè. Trời ơi, em tưởng em đàn vậy là khán giả không thấy mà không thấy. Bây giờ thấy anh đứng sau anh thấy rõ lắm mà vuốt ngay đằng sau một cái vuốt. Rồi, anh Thảo ơi, cuối tuần này sẽ thấy em thành vuốt chị Liên. Thì em đã nói rồi. Hai đứa em sẽ diễn sao mà cho anh Công Thành với lại yes. Anh nghĩ sửa phải vuốt. Đúng nghĩa. Rồi. Lát nữa anh không có ai để anh vuốt nghĩa. Em cười tánh sáng luôn á. Và kính thưa quý vị, sau đây một lần nữa xin quý vị cho đại VHN tí tiền còm và sẽ trở lại.